anh em ruột mà. Nếu mà làm vậy là không thác nào thú quan trong rừng. Tôi thì chú cũng hối hận dữ lắm rồi thiệt. Qua cái sự việc anh em mà làm cái sát hại lẫn nhau vậy thì tôi cũng đau lòng lắm chứ không phải. Nhưng mà ép bụng quá rồi, lúc đó cũng muốn loạn tí rồi. Lúc đó không không kiểm soát của mình được ngày 2 tháng 11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Sết, 57 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, thị xã Cây Lậy để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 22 tháng 10, ông Sết chạy xe máy chở cỏ trên đường thì gặp ông Trần Văn Ô, 68 tuổi và con trai đang sửa chữa hàng rào. Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về việc ông Ô xây dựng hàng rào của gia đình nhưng lấn ra đường công cộng làm hẹp lối đi chung. Ông Sết về nhà, lấy dao mang theo và tiếp tục đi chở cỏ. Lần thứ hai, ông Sết chở cỏ trên lối đi chung. Khi đi ngang nhà ông ô thì bị ông ô và con trai dùng xà beng đuổi đánh. Lúc này, ông Sết dùng dao đâm ông ô rồi bỏ chạy về nhà và mang dao đến cơ quan công an đầu thú. Ông ô được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Theo kết luận của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tử vong của ông ô là do mất máu cấp, vết thương xuyên thấu bụng, đứt động mạch, tĩnh mạch, thủng ruột.